Euro 2024, tuyển Anh thắng Nhọc, thủ môn Pickford sánh ngang huyền thoại. Bay lượn trong khung gỗ và làm việc đặc biệt vất vả ở hiệp 2. Jordan Pickford không biết anh vừa bắt kịp kỷ lục giữ sạch lưới của huyền thoại làng bóng Anh Peter Shilton. Tiếp đón Serbia tại sân Jenkins ở trận ra quân của cả hai đội tại Euro 2024. Tuyển Anh đã trải qua hơn 90 phút đầy khó khăn để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện Đông Âu. Pha lập công duy nhất của Jude Bellingham đã giúp Tam Sư có được khởi đầu suôn sẻ, dù đó không phải là một màn trình diễn hoàn hảo. Tuyển Anh chiếm ưu thế trong hiệp 1 nhưng tạo ra ít cơ hội rõ ràng trong suốt trận đấu, ngược lại Serbia đã thi đấu đầy quyết tâm ở hiệp 2. Thậm chí chơi hoàn toàn áp đảo người Anh. Các học trò của huấn luyện viên Dragan Stojkovic kiểm soát được trận đấu nhưng không tạo được nhiều cơ hội. Với chỉ 6 cú sút và một lần đưa bóng đi trúng đích, Serbia suýt có bàn gỡ hòa khi Dusan Vlahovic tung cú sút từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Pickford phải rất khó khăn để cản phá khi xô bóng bay vọt xa. Trước đó, ở hiệp 1, Aleksandar Mitrovic tận dụng lỗi mất bóng của Alexander Arnold và sút xa cực mạnh. Bóng đi chệch cầu môn tuyển Anh trong gang tấc. Với việc cản phá mọi tình huống dứt điểm của Serbia, thủ thành Jordan Pickford có trận thứ 10 trong màu áo tuyển Anh không phải vào lưới nhặt bóng. Cân bằng kỷ lục hiện do thủ thành huyền thoại Peter Shilton nắm giữ. Shilton là cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất mọi thời đại với 120 trận và thi đấu ở 5 giải đấu lớn từ năm 1980 đến 1990. Jordan Pickford đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Everton và là thủ môn số 1 của đội tuyển Anh trong 6 năm qua. Anh trấn giữ cầu môn Tam Sư từ chiến dịch World Cup 2018 và hiện vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của làng cầu xứ sở sương mù. Khi được thông báo về việc sánh ngang kỷ lục của tiền bối Peter Shilton, Pickford phát biểu trên kênh BBC Radio 5 Live, thành tích cá nhân luôn là điều gì đó rất tuyệt vời nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu không có đồng đội của mình. 10 thành viên khác trong đội luôn hỗ trợ và có mặt bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ của tất cả. Được ghi nhận thành tích ngang với một huyền thoại như Peter Shilton là một đặc ân. Niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Jordan Pickford có thể tạo kỷ lục cho riêng mình khi tuyển Anh tiếp Đan Mạch vào giữa tuần này ở lượt đấu thứ 2 bảng C.